Huyền thoại Trương Lương. Cách đây 2180 năm, vua nhà Tần là doanh chính thống nhất Trung Quốc, tự hiệu là Tần Thủy Hoàng, ngụ ý muốn bảo cho người đời hay rằng dòng họ nhà ông sẽ đời đời cai trị Trung Quốc. Nhưng chưa chọn 15 năm và truyền nhau chưa hết hai đời thì nhà Tần đã bị lật đổ. Huyền thoại Trương Lương ra đời trong khung cảnh lịch sử này. Trương Lương là con cháu dòng dõi của nước Hàn, một trong 6 nước bị nhà Tần thôn tính. Cha ông của Trương Lương đã 5 đời làm tể tướng nước Hàn. Khi Hàn bị Tần diệt, Trương Lương liền đem hết sản nghiệp của mình đi tìm một thích khách để ám sát Tần Vương. Đến nước Triều Tiên làm Lương Hải quân, Trương Lương gặp một dũng sĩ với sức muôn người. Không địch, có thể múa đôi chủ ý nặng chừng 500 cân nhẹ như người thường cầm hai chiếc quạt. Trương Lương cùng người dũng sĩ liền về Bắc Lang Sa, đón Tần Thủy Hoàng đi săn ở đây mà giết. Kết quả quả chủ ý ngàn cân đã đập nát chiếc xe giá không có Tần Thủy Hoàng ngồi trong. Chết. Khắp nơi mật vụ đùa lưới. Việc làm kinh thiên động địa kia khiến cho nhân dân khắp nơi tán tụng. Trương Lương còn trẻ lại làm việc động trời nên chỉ trong ít ngày Trương Lương đã trở thành một vị thiếu niên anh hùng. Người của thần thoại trong đầu góc nhân dân. Nhưng trước mắt nhà chính trị, trước mắt những con người lão luyện giang hồ thì công việc ném chú ý ở Bắc Lạng Sa của Trương Lương chẳng qua chỉ là một hành vi vung kiếm vương. Người lên mà quyết đấu của kẻ thất phu, chỉ là một thứ anh hùng chủ nghĩa cá nhân thoạt ly. Quân chúng không có tổ chức. Với hành vi đó thật khó lòng mà lật đổ cả một bộ máy bạo ngược của nhà Tần, khó lòng đương nổi với cuộc cách mạng có trăm đầu ngàn mối. Tuy nhiên, họ cũng nhận là cái phẩm chất thanh niên của Trương Lương thật là đáng quý. Tấm lòng yêu tránh nghĩa nhiệt thành, lương tâm sáng rọi muốn cứu đời, cứu người là những chất. Liệu nếu đem rèn đúc với sự hiểu biết nữa thì phải thành thứ vũ khí đạp đổ bạo Tần. Trong số những nhà chính trị lão luyện ấy có một người tên là Hoàng Thạch Công. Hoàng Thạch Công nhận biết mình ở vào cái thế thời bất ngã dữ, lực bất tòng tâm, khả năng mình chỉ là khả năng ẩn giật một nơi để chỉ đạo cách mạng, nhưng không thể trực tiếp tham gia cách mạng. Khát vọng của Hoàng Thạch Công là tìm được một anh tài trong thiên hạ để mà truyền thụ, để mà giáo dục. Khát vọng ấy cũng chẳng khác gì lúc Trương Lương mong tìm thấy người dũng sĩ. Lại nói về Trương Lương từ khi có lệnh tấm nã, chẳng phải trốn tránh ngày đêm, mai danh ẩn. Tích, thay tên đổi họ để đi tuốt mãi xuống phía nam. Tài lẩn tránh của Trương Lương thần diệu thật, nhưng tài ấy mới chỉ che nổi mắt đám mật vụ. Và nhất định không thoát nổi con mắt tinh đời của Hoàng Thạch Công. Từ lúc chàng đến Hạ Bì, mỗi lần có việc đi ngang qua chiếc cầu bên con sông nhà ở Hạ Bì, thì nơi đây có một ông lão ngồi câu cá, vuốt chòm râu bạc ngắm con người tài hoa công tử Trương Lương. Ông lão gật gù thiết lập kế hoạch đầu tiên. Gây tâm lý kiêu ngạo của chàng, có hết kiêu ngạo mà ân cần học hỏi thì Trương Lương mới trở nên hữu dụng. Sầm tối hôm đó, sương chiều mù trời, dưới sông nước cạn chảy trong veo. Trương Lương ép mặt trầm tư tản bộ ngắm cảnh, chàng chợt nhìn thấy ông lão vẫn ngồi câu cá đánh rơi chiếc dép xuống nước. Cũng vừa lúc ông lão cất tiếng gọi, này chú nhỏ nhặt cho ta chiếc dép kia. Nghe tiếng gọi sách mẽ Trương Lương giận vô cùng nhưng nghĩ lại ông già gân cốt chẳng được là bao nhiêu, hơn nữa sở dĩ ông ta thô lỗ chắc vì kém kiến thức, nên chàng trầm tính bước xuống chân. Câu nhặt dép. Đưa dép đến nơi chàng nghe thêm tiếng nữa chói tai, xỏ vào chân ta. Câu nói vô lễ lần này không làm cho Trương Lương ngạc nhiên nữa mà làm nổi dậy trong lòng. Chàng tính hiếu kỳ. Chàng ngoan ngoãn vâng lời. Công việc xong ông ta đứng phắt dậy đi thẳng. Không thèm buông nửa lời cảm tạ. Mấy ngày sau Trương Lương lại gặp ông lão ngồi câu ở đó, chưa kịp tỏ thái độ gì thì ông lão đã chỏ vào mặt chàng. Nói, này chú, 5 ngày nữa, đúng sáng sớm chú đến đây gặp ta. Y hẹn. Trương Lương tới thật sớm, đã thấy ông lão có mặt ở đấy rồi. Vừa thấy mặt chàng ông lão đã quát mắng, hẹn với lão sao nhà ngươi đến chậm như vậy. Nói xong ông quay ngoắt rảo bước vào. Vói lại một câu, hẹn 5 ngày nữa cũng buổi sớm. Ngay hẹn tới Trương Lương dậy từ canh hai để sửa soạn, đến nơi gà vừa gáy tiếng đầu tiên. Nhưng vẫn không kịp vì ông lão đã có mặt từ bao giờ rồi. Bị mắng thêm lần nữa. Lần thứ 3. Trương Lương quyết chí đến sớm hơn bằng cách chàng đến chờ ở nơi hẹn từ chập tối. Ông lão mới hài lòng. Ông rút ở trong người ra một cuốn giấy cũ kỹ mà bảo với Trương Lương rằng, con, hãy về đọc kỹ cuốn sách này, đây là cuốn sách dạy làm thầy vua. Con cần nỗ lực trong 10 năm, 13 năm nữa ta sẽ gặp lại con nơi chân núi Cốc Thành miền Sơn Đông. 13 năm trôi qua, Trương Lương theo phò Lưu Bang tranh thiên hạ, có việc khẩn phải đi qua núi Cốc Thành, nhớ lời ước hẹn năm nào, Trương Lương có ý trông đợi ông lão, nhưng đợi. Đã nhiều ngày chẳng thấy ông lao đâu, chỉ thấy tảng đá vàng hình thù rất đẹp, Trương Lương chờ tảng đá đem về lập miếu thờ.
mở chính sử Trung Quốc ra coi thì cái tên Hoàng Thạch Công không hề thấy ghi chép trong bất cứ cuốn sách nào. Ông xuất thân thế nào, tên thật và quê quán đều vắng lặng. Hoàng Thạch Công hoàn toàn là một huyền thoại, Hoàng Thạch Công chính là bản thân lịch sử hiện hiện thành. Người giả sử để tô điểm thêm cho cái tài An Bang tế thế tột bậc của Trương Lương. Cuộc đời và sự nghiệp của Trương phải có Hoàng Thạch Công thì mới thành tựu được. 13. Năm sau vụ ám sát Tần Thủy Hoàng là 13 năm Trương Lương theo học thầy Hoàng Thạch Công, nhưng ông thầy đó lại không có thực. Vậy thì lời dạy trong 13 năm ấy đúng ra là lời dạy của lịch sử, của thực tiễn đấu tranh. Thắng trận Cai Hạ, giết hạng Võ Thu Giang San về một mối xong, Trương Lương đã bỏ cuộc đời phú quý để vào rừng đi hái thuốc. Điều này nói rõ tâm chất Trương Lương vốn dĩ là con người lãng mạn không tưởng. Tâm chất đương nhiên của một đệ tử thế gia. Cho nên lúc Tần Diệt Hàn cái tâm chất lãng mạn không tưởng kia tất nhiên phải nhảy vào. Hành động chính trị bằng thái độ vô chính phủ, khủng bố, lề lối tác. Loạn vô chính phủ và khủng bố không đủ khả năng để tiêu diệt gồm máy thống trị bạo tần. Trương Lương thất vọng trốn xuống Nam rồi ở đây chàng gặp những đầu óc lão luyện giang hồ. Thể nghiệm bản thân và học hỏi những tư tưởng mới mẻ đầy thực tế, Trương Lương đã phát. Hiện thấy phương pháp diệt tần. Lúc Trương Lương cúi xuống nhặt dép cho ông lão rồi quỳ xuống bỏ dép vào chân người lạ. Chính là lúc mà Trương Lương đã từ bỏ hẳn cái học vô ích của mình từ trước đến nay, dứt khoát hẳn với cái thân phận danh gia tử đệ ra mặt đứng vào cái thế chính trị mới để lao vào cuộc đấu tranh thời đại của thân phận áo vải làm hoàng đế sau này là Lưu Bang. Cảnh ấy cũng tựa như cảnh Chi Phi Mộ trong vở kịch Sai Lệ Gây Y đánh chiếc xe. Choa ca rời bỏ khu rừng cũ để vào cuộc đời mới của Trương Lương là trở. Nên một tay chính trị nhà nghề, thoát bỏ hẳn cái xác chính trị dũng sĩ trước kia.